Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để chọn giấy vẽ cho nó phù hợp. Thì trên đấy là có hai loại giấy này, hai loại giấy mình hay sử dụng, cũng như là sẽ rất nhiều người sử dụng khi vẽ truyền thần. Thì trên đây là giấy Roki. Thì bên mình mua ở bên kiến trúc á, trường học kiến trúc á, cổng trường học kiến trúc thì người ta gọi là giấy Roki. Nhưng mà khi mình sang bên bên mỹ thuật để mua thì người ta lại gọi là giấy kỹ thuật. Đấy, nên nó khác nhau như vậy nha. Nhưng mà nhìn chung thì cái giấy Roki này nó khá là dày dặn và nó mịn màng, nó trắng, nó như thế này. Nó khác với cái giấy photo ở các cái tiệm photo nha các bạn nhé. Nó rất là mịn, còn giấy photo thì nó rất là thô. Thì cái đặc điểm với giấy Roki này thì khi mà các bạn vẽ tranh á thì vẽ bằng than nó cũng sẽ rất là đẹp. Hoặc là vẽ bằng chì cũng được, vẽ truyền thần ấy, thì đặc điểm là nó sáng. Cho nên các bạn lấy sáng lên thì nó sẽ dễ hơn nha, nó dễ. Đấy, mỗi cái nó một cái đặc điểm, ưu điểm nó nhưng mà nó có một cái là nó lại khó tẩy, nó khó tẩy nhá. Thì như là hiện tại thì mình vẫn hay vẽ cái giấy này, nó mình gọi là giấy Roki, thì mình vẫn hay vẽ cái giấy này nhá. Mình vẫn hay vẽ, có thể vẽ chì màu, cái này vẽ chì đen, vẽ chì màu, có thể mình vẫn vẽ phân tiên bằng cái giấy này nhá. Nó là giấy Roki. Roki. Đó. Còn tiếp theo á, giấy bên dưới đây là giấy can sơn là can sơn của Pháp này. Cái giấy này nó khá dày, nó dày lắm. Cái giấy thì hơi mắc tiền, mua lẻ nó 5.000 một tờ này. Còn cái giấy Roki bên dưới thì mua lẻ thì 2.000 một tờ, giấy trên này 5.000 tờ. Cái giấy thì nó khá là mắc. Thì cái giấy này cái chất của nó lại nhám, nó ngả vàng nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn này, nó ngả vàng và nó rất là dày. Một mặt của nó thì mịn và một mặt thì nó nhám hơn một tí. Và đặc biệt đặc điểm của nó là nó có các cái sọt ngang. Đấy, nó có các cái sọt ngang như vậy. Đấy, nhưng mà nó vẫn là màu vàng nha. Thì cái này thì vẽ bút chì hay vẽ than cũng đều được, nhưng mà chúng ta lấy sáng thì nó sẽ không sáng được bằng cái giấy Roki. Đấy, thì nó đều có đặc điểm ưu điểm của nó, nhưng mà chất liệu giấy thì nó rất là bền, rất là cứng. Đấy, cái này thì vẽ lại thì hơi xa xỉ nha. Đấy là can sơn nha. Can sơn nó có một loại mỏng hơn nữa. Đấy, như loại móng thì nó bị dễ bị nhau, bị nhăn. Chúng ta nên vẽ thì vẽ cái loại dày này nhé. Nhưng mà đây nó là can sơn nhé, Roki. Giấy này thì là các bạn vẽ phân tiên thì rất là tốt. Mình lâu trước mình cũng dùng, bây giờ mình bỏ lâu rồi mình không dùng. Giấy phân tiên, cái giấy Roki này thì nó hơi ngả vàng giống như can sơn này, nó vàng hơn tí. Thì chúng ta vẽ một cái vẽ phân tiên á, vẽ phân tiên màu vậy thì chúng ta lấy sáng nó rất là đẹp, chúng ta nên phấn trắng lên á thì nó tranh rất là đẹp. Nhưng mà nó ác một cái là khi chúng ta vẽ phân tiên mà chúng ta đi phấn trắng lên á thì nó trắng đẹp, cái màu da những chỗ tương phản nó trắng đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta không phủ keo thì nó vậy thôi, nhìn nó đẹp. Nhưng mà khi mà phủ keo để bảo quản thì nó cái màu trắng nó sẽ bị thâm đi, nó sẽ không còn giữ nguyên trạng cái màu trắng nữa. Đấy, thì nó lại có một cái nghịch như vậy. Còn cái giấy này thì chúng ta vẽ lên thì giữ được nguyên cái màu trắng, nhưng mà tranh sẽ không nổi bằng cái giấy màu vàng, cái giấy Roki này. Đấy, phân tiên. Đấy, thì nói thế. Ngoài ra thì nó còn một cái loại giấy nữa là giấy Việt chì. Việt chì thì nó cũng tương tự, nó cũng hơi vàng vàng một tí, chứ nó không trắng tinh như cái giấy này. Đấy, Việt chì thì nó có mấy loại giấy đó. Thì ở ngoài Bắc thì mình thấy là hay người ta hay dùng cái giấy Việt chì ấy. Mình vừa rồi mình có ra ngoài kia thì mình hỏi, mình ra ngoài Hồn Kiếm mình xem thì thấy hỏi một vài người thì nói dùng giấy Việt chì. Đấy, giấy Việt chì thì nó hơi ngả vàng như giống như can sơn này, hơi ngả. Giấy nó mỏng hơn tí và nó mịn, chứ nó không có thô như giấy can sơn này. Đấy, thì nói chung quy lại thì bây giờ một bức tranh đẹp không có nghĩa là chúng ta phải vẽ cái giấy tốt. Đấy, hay là đúng giấy như nào, mà đấy là do kỹ năng của chúng ta. Đôi khi chúng ta cầm cái bút cục than chúng ta vẽ lên miếng bìa nó vẫn cứ đẹp, vẫn cứ ra được một cái gì đó. Đấy là do kỹ năng của người vẽ. Còn giấy nó chỉ là cái công cụ hỗ trợ chúng ta làm sao cho nó dễ dàng nhất và nó thuận tiện nhất đấy để chúng ta vẽ thôi, chứ nó không quyết định để chúng ta vẽ đẹp hay không. Đấy, làm sao cho nó hợp lý các bạn. Chứ còn cái giấy photo ở các cái tiệm photo ấy là nó rất là sần sùi. Khi các bạn vút tay lên ấy, là nó cái độ nhám ấy, thì cái giấy này thì nó sẽ không bám chì, mà các bạn đánh nhiều quá nên nó mới rộp lên. Nếu mà không xì keo nó vẫn rộp, nếu mà xì keo nó cũng rộp hơn nhiều nữa thì nó sẽ khó vẽ hơn. Thì tôi khuyên các bạn nên mua, nếu mà ở xa có thể mua online các cái shop họa cụ người ta bán đấy nhé, thì nên mua cái giấy Roki để tập vẽ nó vừa rẻ. Nếu mà mua nhiều thì nó tầm 100, hơn 100.000 một sấp 100 tờ thôi nhé, để về tập để cho nó dễ. Đấy là cái chúng ta giấy này là giấy tổng thể vẽ cái gì cũng được. Đấy, còn các cái loại kia thì nó chuyên dụng hơn. Đấy, cái này thì nó chuyên dụng hơn, chuyên sâu hơn. Đấy, nhưng mà nó hơi mắc tiền. Còn các cái loại kia thì vẽ phân tiên.
chuyên dụng cái này thì cái nào vẽ là được. Đấy, vẽ ký họa là vẽ truyền thần, vẽ than, vẽ phân tiên, vẽ màu, chỉ màu đều vẽ được hết. Nói chung là chung quy nó là giấy Roki nhé các bạn, nó là giấy này nhé. Thì qua đây thì các bạn lựa chọn cho mình làm sao để cho nó phù hợp nhất với mọi hoàn cảnh, ví dụ như là về địa lý đi mua hay là về tất cả mọi thứ nha. Thì nếu mà có thắc mắc hay có cần thiết mình trợ giúp cho các bạn cái gì thì các bạn cứ comment phía dưới cho mình nhé, mình sẽ làm các clip tiếp theo.